Xin chào các bạn đang theo dõi câu chuyện Sợi Chỉ Đỏ Until We Meet Again do Đam Ý Tưởng Truyền thực hiện, chương 15, Em Ở Đây. Gần tới đợt kiểm tra cuối học kỳ, không khí đâu đâu cũng trở nên căng như dây đàn, sinh viên trong trường học nhóm cho tới tận khuya, một số câu lạc bộ hạn chế các hoạt động ngoại khóa, kể cả câu lạc bộ bơi, dù phải thi đấu trong suốt tháng 12, cũng tạm thời giảm bớt lịch huấn luyện. Phòng học không có ghế trống, ngay đến căng tin của trường cũng đầy ắp sinh viên, nhóm của Pam cũng không ngoại lệ. Trong một quán cà phê mở cửa 24/7 ngay gần trường đại học, nhóm sinh viên năm nhất bao gồm 3 người của khoa kinh tế và một nữ sinh khoa ngữ văn cũng đang ngồi đọc sách. Kem ly trước mặt mọi người đã tan gần hết. Hôm nay bọn họ có tiết học tới 2 giờ chiều, sau giờ đó mọi người quyết định kiếm một nơi ngồi học bài cho tới tận bây giờ. Ôi, chẳng hiểu gì hết trơn. Tim vò đầu, tẩy xóa những con số trên quyển sách cho tới khi chúng nhàu nát, cuối cùng vẫn đầu hàng và nằm bẹp xuống bàn. May sao khoa của Đeo không có liên quan tới số má. Cô gái duy nhất của khoa ngữ văn thở phào, mặc dù vẫn đăm đăm nhìn quyển sách dày cộp mà cô cần phải ghi nhớ. Pam vừa hoàn thành công việc đọc sách, tự cho mình nghỉ ngơi đôi chút bằng cách nghịch điện thoại. Cậu liếc nhìn người bạn thân trước khi rời sự chú ý đến tin nhắn của một ai đó. Mặc dù bận bịu trong suốt thời gian này, những bức ảnh của cậu và anh Dean vẫn kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chính cô nàng Na đã lôi kéo cậu vào nhóm chat bí mật, tất nhiên là dưới danh nghĩa của một người khác. Cũng vì thế mà Pam được đọc mọi điều trong nhóm chat, kể cả những tin độc quyền mà ngay cả bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên không biết họ lấy đâu ra. Pam đã tham gia nhóm chat mới phát hiện trong nhóm không chỉ có hủ nữ mà còn có rất nhiều hủ nam. Nhưng phải nói một điều là thật may mắn vì không có ai phản đối mối quan hệ của Pam và anh Dean. Cho dù hai người chưa chính thức công khai, nhưng mọi người đều đoán được họ là gì của nhau, ngoài trừ một gã. Ồ, học nhóm hả? Gã khoác vai Pam chào hỏi, tim rời mắt khỏi cuốn sách ngước nhìn người khác không mời. Anh Alex. Pam với tay một cốc nước, kéo vai tránh khỏi cánh tay và cuộc hội thoại không cần thiết. Đàn anh khóa trên rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận Pam bất cứ khi nào anh có cơ hội. Na đã từng nói với Pam ở câu lạc bộ, Alex vẫn là một người đàn anh tốt, vì thế Pam không thể xua đuổi anh ta một cách phũ phàng. Khi nào anh mới thôi làm phiền bạn em? Tim lên tiếng thay bạn. Alex nhún vai quay sang mỉm cười với những cô gái. Trong không gian chật chội của quán cà phê, Alex cầm tay điện thoại, cố ý chụp vài bức, dù họ rất khó chịu vì sự bám đuôi của anh ta đi chăng nữa, và rồi cẩn thận khiến ly nước trên tay của đàn em năm nhất bị té, nước đổ ướt cả áo và sơ mi. Ây, xin lỗi, xin lỗi. Alex vội rút khăn giấy để thấm nước. Dạ, không sao ạ. Pam nhanh chóng gạt tay tiền bối rồi tự lau, chiếc vòng cổ giấu kỹ dưới lớp áo sơ mi bung ra, treo lủng lẳng trước ngực, nơi đó lấp lánh tấm thẻ định danh bằng bạc. Alex sững sờ lại rồi kéo tay với tấm thẻ gần nhất, nhìn dòng chữ khắc bên trên. Dean. Pam lập tức thu chiếc vòng cổ lại, nhét vội vào trong cổ áo. Hai gò má nóng lên bởi những ánh mắt đang dò xét cậu. Không chỉ có anh Alex, còn có cả Dale, người đã nắm rất nhanh khi nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc đó. Ngôi sao của câu lạc bộ diễn xuất càng tò mò hơn nhiều về tấm thẻ bạc, lại càng hiểu nhiều hơn cách cư xử của Pam. Anh ta biết mình đã bị từ chối, cũng biết ai là người trong lòng Pam, nhưng vẫn luôn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi. Đến giờ khi bằng chứng phơi bày ra trước mắt, trái tim anh ta không khỏi đau đớn. Pam, chủ nhân của cái tên ngước mắt lên nhìn, em đã đồng ý làm người yêu của Dean. Mặc dù chất giọng của Alex không thanh, nhưng giữa quán cà phê anh ta hỏi rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên vì quán cà phê toàn sinh viên đang học bài quá im ắng, khiến cho câu hỏi của Alex trở nên rõ ràng, đủ để khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong quán đổ về một hướng. Em đã trả lời rồi. Không rõ ràng. Alex nắm chặt hai vai Pam khiến cậu nhăn mặt. Có đúng em đang hẹn hò với Dean? Alex lặp lại câu hỏi. Ôi, anh! Tim cảm thấy bực bội khi thấy bạn mình đang bị đe dọa. Tuy nhiên cậu bị ai đó kéo xuống, nhấn ngồi lại chỗ cũ. Nếu tôi là bạn trai của Pam, cậu định làm gì? Giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau. Dean có hẹn trước với Pam,
nên vừa mới bước vào quán, đúng thời điểm chứng kiến cảnh diễn ra ngay trước mắt. Đôi mắt màu xanh bốc lửa, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt người bạn đồng khóa. Pam bật dậy, đứng bên cạnh người mới tới. Cậu khẽ kéo vạt áo của Dean, sự việc đang xảy ra trước mặt rất nhiều người. Anh Win, thả em ra. Tim cuộn chặt nắm đấm nhưng lực trên vai của cậu khiến cho cậu không thể đứng lên. Yên đi, Win nói một cách nghiêm túc. Alex không phải là loài người bất chấp, Dean cũng phải là thằng thích sử dụng vũ khí nếu không cần thiết. Alex tự vỗ đầu mình rồi nhún vai. Tôi không phải là loại thích chèo kéo người khác kẻ đã có người yêu. Nếu Pam thực sự là bạn trai của cậu, tôi sẽ rút lui. Alex chỉ cần một lời xác nhận. Dean thở mạnh, quàng vai Pam kéo về phía mình rồi nhìn Alex bằng ánh mắt nghiêm túc, nói một cách trầm thấp rõ ràng. Vậy cậu phải bỏ cuộc thôi, vì tôi không thích ai làm phiền người yêu của mình. Ngay lập tức, tiệm cà phê dấy những tiếng rì rào. Pam ngây ra như phóng, tay nắm chặt vạt áo của Dean, không cần phải nói, cũng đủ biết khắp cả mặt mũi đang đỏ lên như thế nào. Mặc dù trong đầu cậu ta hoàn toàn rõ về mối quan hệ của hai người, nhưng vẫn không khỏi run rẩy khi nghe nhân vật chính lên tiếng khẳng định. Alex chửi thề. Chết tiệt, từ khi nào? Một thời gian rồi, Dean trả lời, tay vẫn giữ bờ vai nóng bỏng, càng làm Pam xấu hổ dữ tợn. Ngôi sao của câu lạc bộ mặt đối mặt với người bạn có nước da bánh mật, ngay cả khi hối tiếc, anh ta cũng thực sự không muốn gây sự với bất cứ ai. Nếu không phải người đó là cậu, tôi sẽ không bao giờ tin chuyện này. Alex vỗ vai Dean khiến cậu ta nhăn mặt lại. Nói với tôi nếu cậu chia tay nhóc này, vẫn còn tôi đứng xếp hàng nhé. Nói rồi không cần nghe câu trả lời, Alex vẫy tay bỏ đi, ra khỏi tiệm, miệng vẫn còn lào bào khá to, đủ để cả quán cà phê nghe được. Chết tiệt, trái tim này tan vỡ mà. Thằng khốn, Dean chửi thề khiến Pam giật bắn, cậu chưa từng thấy Dean như vậy. Dean và Win đã yên vị trên bàn ghế cùng với đàn em. Người đàn ông trẻ tuổi sau khi giải quyết tình huống phát sinh khi nãy đã chuyển từ khoác vai sang nắm chặt tay, không buông người yêu ra, phớt lờ ánh mắt của mọi người chung bàn khiến ai cũng hết sức tò mò. Anh thực sự hẹn hò? Đeo hỏi trước mặt, cậu trả lời và một cái gật đầu từ anh trai. Đeo quay sang Na đập tay, cố tình kiềm chế tiếng hét rồi bắt đầu hí hửng trước mặt anh chàng đang đỏ lừ. Vậy ga đó có theo đuổi Pam nữa không? Tim vẫn còn chức bực bội quan tâm hỏi han bạn. Không, Alex đã nói là bỏ cuộc rồi, Win trả lời thay. Thế anh tin anh Dean là bạn trai của Pam sao? Anh, em thấy anh ta bị Pam từ chối nhiều lần rồi mà vẫn theo đuổi cậu ta, cả khi nhìn thấy tấm thẻ bạc khi nãy. Win cười ha ha. Tất nhiên là tin, nếu Dean đã nói thật thì có nghĩa là thật, không phải là trò đùa, điều này ai cũng biết. Sau khi Win lên tiếng xác nhận, Pam nắm chặt lấy bàn tay to lớn, quay đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Dean, bỗng dưng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Ánh mắt ấy rõ ràng hơn bất cứ lời nói tỏ tình nào. Tiếng điện thoại rung lên không ngừng, chủ nhân của nó ngồi trên giường, mắt dán vào những tin nhắn đang liên tục nhảy trên màn hình. Từ sau khi vụ việc ở quán cà phê diễn ra, Facebook gần như nổ tung, cả nhóm chat live cũng vậy. Pam chẳng thể tưởng tượng được đã có bao nhiêu người trong quán cà phê hôm đó lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh, vì rõ ràng không chỉ có hình mà còn có cả clip. Tôi có cái này hay lắm mọi người ơi. Cậu có gì đó? Bạn tôi hôm bữa trong quán cà phê có được một thứ cực hay, cậu ta có quay clip lại. Clip hai người đó hẹn hò, còn hên thế nữa, xem này. Video được gửi đi, tiếng la hét. Mày ơi, họ thực sự hẹn hò. Mẹ ơi, con chết đây. Vậy cậu phải bỏ cuộc thôi, vì tôi không thích ai làm phiền người yêu mình. Kết đó, lên xem Facebook đi, nhìn cậu ta kìa, nhìn xem, Pam siêu đáng yêu, đỏ hết cả mặt tai rồi, còn không dám nhìn đi luôn, trời ơi. Kìa, còn ghi chặt. Tay của em ấy còn ghì chặt trong tay của anh ta, xịt máu mũi quá. Mình chia sẻ lên Facebook được không nhỉ? Được chứ, làm đi. Trên trang bảng tin của trường cũng có tin rồi đó. Còn có cả hội hâm mộ và Dean Pam nữa kìa. Hey các cậu, bạn tôi muốn vào nhóm live chat này nữa nè. Nhóm chat đông quá rồi, lập một tay thì sao ta? Tay Pam run run, nhấn vào đoạn clip.
Âm thanh lẫn hình ảnh đều hết sức rõ ràng, lôi cuốn người xem. Hơn cả vậy, nếu zoom kỹ một chút còn thấy được tay của Dean đang giữ chặt tay cậu. Ôi, sao lại có cuộc khai vã như vậy trước mặt bao nhiêu người chứ? Nhóm Lai vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, cho tới khi tin nhắn của một người quen xuất hiện trên màn hình. Pam, tụi mình muốn lập pay. Đời đã, cậu hỏi ai đó nè? Hỏi Pam sao? Cậu ta có trong nhóm chat sao? Đừng bảo mình là người mới tham gia tuần trước là Pam. Em Pam, anh yêu em na. Em Pam, em hẹn hò với anh đi lâu rồi phải không? Muốn được ăn đồ của em nấu ghê á. Pam không kịp bắt câu chuyện của mọi người, vội vã luồn tay qua gối, vùi chặt mặt vào đó. Hai bàn tay nằm gối đến nhau nhí, xém chết ngạt ở trên giường, mới ló mặt ra hít thở chút không khí. Pam ngẩng ra, lấy hai tay bưng kín mặt, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc muốn chết. Điện thoại lớn tiếng đổ chuông, kéo con người đang còn mê mẩn, nhanh chóng bắt máy. Có một Facebook chưa? Đeo, mình còn không dám mở Facebook nữa. Giọng điệu rành mạch, pha lẫn tiếng cười giấu trong tấm chăn lớn. Giờ trang của Dean Pam đã lập rồi nhé, cả Na và mình đều là admin. Ôi, Na ơi, Pam kéo dài, bạn tốt là không được bán đứng bạn đâu nhé. Đừng nói với mình là cậu gọi cho mình để like fanpage nha. Rồi, sao cậu biết hay vậy? Đùa thôi, mình gọi vì muốn nhờ cậu giúp. Có chuyện gì sao? À, ba mẹ mình sắp tới trở về Thái Lan, mình muốn làm một chút đồ ăn khiến họ ngạc nhiên một trận. Nghe đến đây, Pam ngồi bật dậy. Ba mẹ? Ừ, mình muốn làm đồ tráng miệng của Thái. Món nào dễ làm một chút nhưng ngon miệng, cậu có gợi ý gì không? Ba mẹ của Dean, cặp môi mỏng mím chặt, một chút lo lắng dâng lên. À, được, món này. Pam nhỏ giọng đáp lại vô cùng thiếu tự tin. Được đó, chủ nhật cậu rảnh chứ, đến nhà giải mình chút đi. Nhà cậu? Pam kêu lên. Ờ, tụi mình bảo Tim và La cùng tới, đến sớm dùng bữa sáng luôn. Rồi cùng làm bộ đề luôn. Cậu lo thế làm gì Pam, có anh Dean và anh Don giải là đủ rồi. Pam giữ chặt lồng ngực, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thực sự là quá phấn khích. À, mình sẽ tới giải cậu làm mấy món vào chủ nhật. Đối phương tắt máy cười lớn. Pam sau khi lên lịch hẹn với Dale xong, cũng gác máy rồi tiếp tục gọi cho hai người bạn, cũng hẹn tới nhà anh Dean. Nhà anh Dean, nhà anh Dean, nhà anh... Cố lên, anh chàng ngượng ngùng hét lên một mình trong căn hộ, tự cổ vũ bản thân mình như thế. Khẽ nhả ra một làn khói xám mỏng, chủ nhân căn hộ 801 đứng dựa lưng vào ban công, mỉm cười với giọng hét phấn khích của chàng trai nhà bên cạnh. Anh chàng thật dễ thương. Em nói đó, anh gửi lại chi tiết cho em để phần nó cho anh đấy. Anh xin, anh có nghe em nói không? Giọng nói trầm thấp của đàn em 53 trên điện thoại phả vào tai. Xin rồi điếu thuốc vào khay gạt tàn, ngước nhìn bầu trời đêm. Ờ, để anh tìm người đó. Anh quay vào trong phòng, cầm tập tài liệu với những thông tin cơ bản viết đầy trên giấy. Em thử tự tìm thông tin rồi, nhưng không tìm được gì cả. Không tìm được đâu, ít thông tin quá, nhưng anh sẽ thử thuyết phục ba tìm giúp. Nói một cách tích cực thì Dean quả không sai khi giao cho Xin trọng trách này. Tốt quá, chỉ cần thu hẹp được phạm vi tìm kiếm là em vui rồi. À, nếu cậu có thời gian thì tới đây gọi anh. Cảm ơn anh. Ngắt điện thoại, Xin ngồi chờ đối phương gửi một vài thông tin rồi liên hệ với người của ba để nhờ tìm kiếm, hy vọng rằng nó đã không bị lãng quên trong suốt một thời gian dài. Con và Intuck xin đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đi vào phòng tắm, rũ bỏ quần áo rồi ngâm mình trong nước lạnh. Bị bắn chết, người đi đang tìm kiếm rút cuộc là ai? Ngày chủ nhật đến nhanh hơn mọi người đợi. Pam đứng trước cửa căn nhà 3 tầng, lòng đầy phấn khích. Đây là một khu nhà ở rộng, nhà nào nhà đấy trông đều sạch sẽ và biệt lập. Nhà Dean cũng không ngoại lệ. Nó được bao phủ bởi cây xanh có phần ngoại cảnh rộng rãi và còn là căn nhà góc. Mẹ mình thích cây, người làm vườn sẽ giúp bà chăm sóc chúng. Đều dẫn bạn vào nhà, bên trong trang trí hiện đại, không khí thoáng mát, trần nhà cao ráo. Phòng đầu tiên là phòng khách, được bài trí xinh xẻo nhưng cũng có lẽ ít được sử dụng. Đều dẫn họ qua phòng thứ hai. Đây là phòng khách. Anh Don, dậy sớm vậy?
Chủ nhân thứ hai của căn nhà đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa, tay vừa cầm điện thoại vừa cầm điều khiển tivi. Cậu nhướng mày vẫy tay chào mọi người. Dậy sớm xem bóng đá, mọi người đang làm gì đó? Don ngồi thẳng lưng, vậy mọi người lại ghế ngồi. Pam tới dạy em làm vài món tráng miệng, em muốn làm cho ba mẹ ngạc nhiên. Don nhíu mày. Mày lấy lòng ba mẹ đồ ăn hả? Không dễ đâu nha. Don chọc Pam khiến anh chàng vội vàng lắc đầu. Mình vẫn chưa sẵn sàng mà. Ê, đúng rồi. Leo bối rối. Ôi, ra mắt gia đình nha. Na cười lớn, Tim cũng nhếch cười ghẹo theo bạn mình. Pam đuối lý bèn nhanh chóng đổi chủ đề. Đi thôi Leo, nhà bếp ở chỗ nào nhỉ? Leo cười khúc khích vội dẫn bạn tới khu phía bếp sau. Một căn bếp kiểu Tây rộng rãi, một ô cửa sổ rộng mở để gió có thể truyền đi mùi hương của đồ ăn một cách tốt nhất. Giữa phòng là bàn để chuẩn bị nguyên liệu. Tim và Pam giúp phân loại những món đồ ăn ở siêu thị sáng nay trên bàn. Họ dự định chiều sẽ làm món tráng miệng, sáng nay học bài trước đã. Pam đã lên sẵn kế hoạch từ sáng sớm hôm nay và đi siêu thị trước để chuẩn bị dụng cụ làm đồ tráng miệng Thái. Na bật bếp, bắc nước, lấy váng đậu, đậu hũ chuẩn bị bữa sáng cùng Đeo. Hôm nay bọn họ trổ tài làm món cháo hầm trước mặt chuyên gia Pam. Cậu ngồi trên một chiếc ghế cao trong bếp, quan sát hai cô bạn cùng nhau làm bữa sáng. Trong khi Tim ra ngoài bàn luận bóng đá cùng anh Don, chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí buổi sáng thật dễ chịu. Tuy nhiên cử chỉ của anh chàng thì có vẻ không như vậy. Anh chàng hết quay trái lại qua phải, rồi đột nhiên phát hiện lòng nhãn đóng hộp để trên tủ đồ đầu tiên, nảy ra một ý tưởng. Mình dùng lòng nhãn này được không Đeo? À, cái đó để lâu rồi, chờ năm tới sẽ có hộp khác, giờ vẫn chưa tới mùa nhãn mà. Nhà cậu có sẵn bột thạch, màu thực phẩm không? Pam vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm nguyên liệu. Chỉ có bột thạch trong tủ lạnh, đường nho không có màu thực phẩm. Trong nhà đâu có ai dùng chất tạo màu thực phẩm chứ? Đeo cười lớn, không có gì là khó hiểu, vì trong nhà đâu có ai là đầu bếp. Pam gãi đầu rồi cười, với tay lấy bột thạch sau khi đi ra ngoài, lôi Tim lười biếng vào bếp phụ giúp. Chỉ lấy nhãn, đừng lấy siro. Tim làm theo lời Pam, hướng dẫn dễ dàng lấy phần long nhãn trong hộp ra cốc, vừa làm vừa ăn gần hết tới khi phải mở thêm hộp thứ hai. Sau khi hoàn thành xong phần long nhãn, tiếp đến là phần thạch đông được cho vào ống bơ kem. Cậu bơm phần thạch và nhân vào long nhãn. Việc này không khó, cũng thú vị. Tim tập trung hết sức tạo ra những viên thạch nhãn đầy màu sắc và xếp thành hàng ngay ngắn. Yes, xong rồi. Chờ cho phần thạch đông lại là hoàn thành, để lạnh rồi ăn sẽ ngon tuyệt. Pam gật đầu tán thưởng, nhấc khay thạch long nhãn bỏ vào tủ lạnh. Đã xong rồi sao? Dễ thương quá, món này tên gì? Na thèm thuồng nhìn theo, nhưng vì phần thạch chưa đông nên đành quay sang hỏi người làm chúng. Trân châu long nhãn, chàng trai cười. Tên nghe sang vậy thôi chứ là long nhãn và thạch. Khi còn bé mẹ thường làm cho tụi mình ăn, ai cũng thích. Nghe Pam nói mấy người bạn nghĩ bụng, kiếm đâu được người như Pam, lấy được Pam không bao giờ lo chết đói. 8 giờ sáng, các món ăn đã hoàn thành, mùi cháo hầm hấp dẫn đủ lan tỏa, khiến cho người đang ngồi trước tivi không thể gọi, đã tự động đi vào bàn ăn. Mùi hấp dẫn quá, bữa sáng vô cùng quan trọng. Don kêu lên khi nhìn thấy vô vàn món ăn trên bàn. Anh Dean còn chưa dậy, phải gọi anh dậy nữa. Don cố ý nhấn mạnh mấy từ với người đang đứng bên cạnh, khiến anh chàng chột dạ. Tha cho em, Đeo bận lắm không đánh thức ánh được. Đeo nhanh chóng trốn khỏi nhà bếp khi Don ngồi khoanh tay, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hấp háy. Tim túm lấy món đồ ăn bỏ vô miệng rồi nhún vai. Đấy là nhiệm vụ của bàn trai ánh, em không liên quan. Tầng 3, phòng bên trái. Don chỉ tay lên cầu thang, gượng ngùng đối diện với ánh mắt của mọi người, cò má Pam nóng bừng. Rồi, hẳn là mình sẽ phải đánh thức ánh dậy. Pam phàn nàn vì bị ép phải đi lên, muốn khóc quá. Chiếc cầu thang làm bằng gỗ quý, mang lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào, không gian yên tĩnh nhưng ấm áp. Mặc dù nhà ít người nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình. Pam ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm bước lên. Từng bước, những ngón tay nhỏ nhắn lại tựa vào tường, vô tình chạm vào những khung hình treo thành lối.
Chàng trai nhỏ mỉm cười với cậu nhóc nghịch ngợm đang trêu chọc cô nhóc trong bức hình. Hai trong số những đứa trẻ lớn hơn một chút, khác biệt với những đứa còn lại, đang từ độ tuổi mẫu giáo cho tới tiểu học. Không có anh Dean sao? Nhưng khi rẽ sang lối cầu thang nhỏ hơn, lại không thể giấu được nụ cười. Rất nhiều khung hình treo thành từng nhóm, cậu bé trong khung hình trước mặt đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào ống kính như thể cậu là người duy nhất trong số những người đang chụp hình. Ở một bức hình khác, dù là chụp khi thắng một giải bơi, đôi mắt màu xanh đó lại nhìn sang hướng khác, như thể đang kiếm tìm ai vậy, chìm đắm vào trong những khung hình cho tới bức hình được chụp gần đây nhất. Người con trai trong bộ đồng phục sinh viên đứng bên cạnh hồ bơi, đôi mắt lấp láy đang nhìn sang hướng khác, là nhìn Pam. Phải, khi nhận ra bức ảnh được chụp vào ngày gần đầu tiên hai người gặp nhau, ký ức về ngày hôm đó lại ùa về. Chủ tịch câu lạc bộ bơi lặng lẽ đứng ở một góc sân khấu, nhưng đôi mắt quét lướt qua một phòng khán đài, tìm kiếm một người mà anh đợi chờ từ rất lâu. Trái tim Pam đập phập phồng, ngón tay không cử động được di chuyển, chạm vào gò má người con trai trên bức hình, khẽ mỉm cười. Em đây rồi. Giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm, như muốn nói với người con trai trong bức hình hãy quay mặt lại nhìn. Không cần mày tìm kiếm ở đâu nữa. Một thoáng, Pam không thể rời mắt khỏi hình ảnh của người yêu. Một lúc sau, gương mặt sáng sủa ấy bước tiếp lên trên tầng trên, cảm giác xấu hổ ngập tràn, ngập cùng ý nghĩ trong phòng đi ở phía bên kia. Pam mím chặt môi tiếp tục đi lên tầng 3. Ảnh vẫn được treo dọc tường lối cầu thang, là một bức hình của một cặp vợ chồng. Ba mẹ Dean hay sao? Một người đàn ông trung niên ngoại hình ngơ nhìn, lông mày rậm trông có vẻ là người thân thiện. Pam nhìn thẳng vào đôi mắt người này trước tiên, khiến cậu đột nhiên nhận ra mắt của anh Dean rõ ràng không phải được di truyền từ ông. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, gương mặt rạng rỡ, tóc gợn sóng dài tới ngang lưng, nụ cười tươi rói. Những đường nét trên khuôn mặt khiến cho Pam nhận ra cô gái này là con lai, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ghi, gen di truyền cho những người con của bà. Pam dừng lại, sững sờ vì hình ảnh đột nhiên hiện ra trong tâm trí, xinh như búp bê. Cháu của cậu In xinh như búp bê này, dễ thương, má hồng này. Ôi, Pam nhíu chặt lông mày, cảm giác đau đầu nhói ở thái dương. Cậu đi có chút việc, cậu sẽ về thật sớm. A Linh giúp cậu chăm sóc mẹ nha. Anh, cháu của cậu In xinh quá nè. Lớn nhanh quá nhé, cô bé ngoan. Cậu In yêu con rất nhiều, rất rất nhiều. Hai dòng lệ nóng hổi chảy ra, trái tim như muốn vỡ nát. Pam gạt dòng nước mắt trên gò má. A Linh, ai, là ai vậy? Cơn đau làm Pam hoa mắt. Cậu nhắm chặt xoa xoa thái dương, cố gắng điều chỉnh hơi thở để không rơi vào trạng thái hô hấp gấp. Cơn đau này cậu đã từng đối diện trong những giấc mơ, dù không hiểu vì sao, nhưng thực sự đau đớn và cảm giác sợ hãi khiến Pam nhanh chóng rời đi. Cậu bước thật nhanh đến căn phòng ngủ đã được chỉ. Cậu chậm chậm gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Cuối cùng Pam đẩy cửa vào phòng, bước vào bên trong, một vài âm thanh mơ hồ trong trí óc. Anh, mắt con bé đẹp quá, đúng là con lai mà. Màu mắt là màu xanh ghi,